Xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Tà ra. Và ngày hôm nay lại là một ván trải bài của tháng nữa đây. Chúng ta đã bước chuẩn bị qua khỏi tháng 9 và tới tháng 10 rồi. Một năm rất là nhanh đúng không? Bây giờ tháng 10 rồi, tháng 11, 12 là xong hết cái năm. Mà trong khi cái năm này tôi còn chưa thấy tôi làm được cái gì nữa. Mọi người cảm thấy là thời gian đi nhanh thật sự luôn ha. Ok, quay trở lại với ván trải ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ có 4 tụ bài. 1, 2, 3 và 4. Nên bây giờ mọi người hãy chọn cho mình một tụ bài mà mình cảm thấy yêu thích. Nếu mà mình cảm thấy mình có hợp nhãn với hai tụ thì chọn luôn hai tụ, không sao cả. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Tụ bài số 1 với viên đá lapis màu xanh ở đây, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên để xem vẫn như những tháng trước thì Dia có lấy ra cho các bạn các lá bài trà để dự báo về sự kiện có trong tháng. Dia sẽ xếp từ tốt cho đến xấu ha. Từ tốt cho đến xấu. Ok, Dia nghĩ cái này tốt hơn đấy. Wow. Trời ơi, tôi ganh tị quá à. Tôi ganh tị với bạn nào chọn tụ bài số 1 thật sự á. Bởi vì trong 4 lá ở đây thì chỉ có 1 lá là xấu thôi, còn 3 lá còn lại thì Dia cảm thấy nó khá là tốt. Đầu tiên cái tháng này bạn sẽ cảm thấy rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, rất là dễ chịu đây. Chuông gió, như những chiếc chuông gió ngoài kia bạn lả lơi, đó, bạn buông mình, bạn buông thả theo chiều gió, bạn sống một cách rất là peace and harmony, tức là sống một cách rất là thảnh thơi, sống một cách rất là nhẹ nhàng. Cái tháng này nó trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Mà bạn lại có con lobster. Lobster là con tôm hùm, không phải ai cũng ăn được tôm hùm, mà muốn ăn tôm hùm là phải đi đường quyền được. Đây, financial pinch, trời ơi, là vấn đề tiền bạc của bạn cũng sẽ khá là ổn. Tuy nhiên đi cảm thấy là cái ổn hay là tự bạn cảm thấy ổn thôi nha. Do là có thể là trong cái tháng này bạn sẽ sử dụng nhiều tiền cho một cái vấn đề gì đó, nên bạn khiến cho bạn cảm thấy rằng là bạn rất là sang chuẩn, bạn rất là gọi là cao cấp, đó kiểu giống vậy đó. Nhưng mà do là bạn chi tiền cho một cái vấn đề gì đó rất là nhiều. Và đi cảm nhận là có thể cái vấn đề được nhắc tới đây đó chính là một cái chuyến đi, hoặc là một cái dự định đi đâu đó chơi. Bạn có lá hammock, cái lá cái võng, taking a vacation. Vacation là cái gì ạ? Là kỳ nghỉ. Và cái kỳ nghỉ của cái lá hammock này là kỳ nghỉ trong tâm tưởng, hoặc là kỳ nghỉ đã được lên plan. Nên mình có thể hiểu cái kỳ nghỉ này hai nghĩa. Một là thiệt sự là có đi chơi luôn. Hai là có bàn, bàn lắm, bàn dữ luôn. Cái này là y chang mấy con bạn của Dia nè. Ê, mày đi Đà Lạt không? Mày đi Vũng Tàu không? Thấy bàn không mà không thấy đi. Bàn không à. Ghê vậy đó. Ghé cả đi nói với tụi nó là ủa sao mà bàn không mà không thấy ghế đâu hết trơn vậy. Đó, đây, có thể là bạn sẽ bàn thôi, bạn không đi, nhưng mà đi mong là bạn sẽ đi. Bởi vì đi nghĩ là bạn sẽ đi đó. Bởi vì bạn có lá lobster nè, ta đi chơi nên mới xài nhiều tiền. Nhưng hãy cẩn thận một cái, cũng có một cái lá bổ trợ đằng kế bên đó là broken wishbone. Nhìn là thấy hiểu rồi ha, broken là vỡ, là gãy. Wishbone, wish là điều ước, bone là cây xương. Có nghĩa là một cái cây xương may mắn bị vỡ, thể hiện cái việc là một cái điều ước nào đó sẽ không được trở thành sự thật. Một cái sự mong mỏi nào đó của bạn á, nó sẽ khó mà có thể thực hiện được. Nên cẩn thận. Vậy thì hãy xem các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này nó như thế nào nào. Bạn có lá Two of Cups, lá Knight of Pentacles, lá Page of Wands, lá Wheel of Fortune, lá Hanged Man. Wow, các cái mối quan hệ trong tháng này được mở ra với lá Two of Cups ngược. Thấy được rằng là nó vẫn khá là tốt. Khá tốt thôi, tức là nó không có những cái chuyển biến mới, nhưng mà nó vẫn được duy trì ở một cái thái độ tốt. Có thể ở trong một vài mối quan hệ nào đó bạn sẽ choàng tỉnh lại, bạn sẽ choàng tỉnh dậy sau một thời gian ngủ vùi. Ngủ vùi đây có thêm hai nghĩa. Một á là cái mối quan hệ đó tệ nên bạn muốn dẹp nó quang bơ, bạn muốn dục bỏ nó, là cái ngủ vùi đầu tiên, bạn không muốn nói chuyện nữa. Rồi dạo gần đây bắt đầu choàng tỉnh lại, hai người choàng nói chuyện lại với nhau. Ok, rồi cái ngủ vùi thứ hai là lâu rồi không gặp mặt. Ừ, vì một cái vấn đề vậy mà lâu rồi không gặp mặt đó, chứ không phải là cặp mặt nhau. Thì đó là hai cái ngủ vùi nha. Và Dia cảm nhận được rằng là trong cái tháng này bạn sẽ có rất là nhiều những cái mối quan hệ đến để giúp đỡ. Và có hai cái lá bài đang mô tả hình dáng của một hoặc là hai người ở đây. Đa số đây là những người rất là trẻ. Hai lá bài này được miêu tả là những người đó là người rất là trẻ, có thể là thanh niên thiếu nữ thôi nè. Nhưng mà bởi vì trẻ người nên còn non dẻ, đây là một người dễ thương, dễ chịu và cũng là một cái người rất là rộng rãi. Tuy nhiên hơi trẻ trâu đó, thì không biết là họ xuất hiện vì cái điều gì thôi, nhưng mà mong là xuất hiện vì điều tốt đẹp nha. Bởi vì đi chơi mà đó, đây có lá hammock là nghĩ là đi chơi gặp các bạn được nhiều người hơn. Ok, chúng ta tiếp tục để lấy thêm cho tụ bài số 1 các lá về công việc và tài chính. Đó, đi chơi cho cố vô, mối quan hệ cho tốt vô, cái tiền bạc như hạt, cái tao cười tao ỉa đó. Ở đây bạn có lá
coriander là cái lá gì ta? Coriander hình như là coriander là king, king of air, king of shore, 10 of water, 10 cấp. À, lá knight of shore. Wow, bạn có lá king of shore mà lại có luôn cái lá knight of shore hả? Lá 10 of shore. Ê, cái vấn đề tiền bạc cũng như vấn đề công việc trong cái tháng này nó hơi tệ nha. Cẩn thận, cái tệ là có thể bạn bị nhiều người bàn ra bàn vô, bị nhiều người chỉ trích, hoặc bị nhiều người xen vào trong cái câu chuyện của bạn. Những cái người này đi cảm nhận là những người thân của bạn thôi, có thể là bạn thân nè, hoặc là gia đình nè, họ muốn góp ý cho cái câu chuyện của bạn, nhưng mà có lẽ là bạn sẽ cảm thấy là bạn không được vui với cái sự góp ý đó lắm. Còn về chuyện tiền bạc thì đi cảm thấy là khá là ổn, ổn thôi nha, khá là ổn. Ở đây bạn có hoa bách nhật red clover, hoa bách nhật ở trong cái lá bài 10 of water, cho thấy là về vấn đề tiền bạc thì nó cũng đủ khiến cho bạn vui. Có thể là bạn sẽ được một cái khoản tiền hỗ trợ từ gia đình trong cái tháng này nữa. Và bạn sẽ phải đi gặp hoặc là ăn nói trong công việc, bạn phải ăn nói rất là giữ kẻ nhá. Nhớ nha, nói một lời mà sai một lời là cái tháng này đi hơi xa đó, cái tháng này đi hơi xa đó nha các bạn nha. Ok, đi có lấy ra cho các bạn thêm một cái lá bài ở trong cái bộ bài, nó tên là Loving Words from Jesus. Ok, vậy hãy xem rằng Chúa muốn gửi cho chúng ta thông điệp gì nào. Cái lá bài của gọi là lời Chúa muốn gửi chúng ta gì. Cái lá này có nghĩa là tất cả bất kỳ điều gì khi mà con muốn cầu xin thì con chỉ cần lấy danh của ta ra thì con sẽ có được cái điều đó. Nếu mà cái câu này dịch một cách thoáng nghĩa hơn, có nghĩa là bất kể những cái điều gì mà bạn đang mong muốn, khi đó mà bạn tự gọi là bạn hãy cầu nguyện, hoặc là bạn hãy làm nó một cách nhiệt tình, hoặc là bạn hãy khiến cho nó trở thành một cái điều tốt đẹp, thì chắc chắn nó sẽ thành công. Ok chưa? Mình sẽ phải dịch một cách gọi là cởi mở thế thôi, chứ không thể nào bám sát kinh thánh 100% được. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2 với cái viên đá màu xanh da trời ở đây. Để bắt đầu tụ bài thì chúng ta hãy xem rằng là những cái sự kiện quan trọng của bạn trong tháng này là gì. Wow. Oh my gosh, chết rồi. Đi cảm thấy tiếc quá. Đi sẽ xếp nó theo thứ tự tốt cho đến 6 dần ha. Những bạn nào chọn tụ bài số 2 thì phải thật bình tĩnh, do là bạn có một cái lá, đó là lá này. Ok chưa? With sorrow over a loss, một cái sự mất mát, một cái sự đau buồn nào đó sẽ đến với bạn trong cái tháng này. Thì đi hy vọng là cái sự mất mát thì nó nhẹ thôi đối với bạn nha. Thì hãy cẩn thận và đi mong rằng không có sự mất mát xảy ra luôn. Oh my god, bạn có lá cracked cup, một cái cup bị bể, cho thấy được việc là bạn sẽ bị mất lòng, hoặc là bạn sẽ cảm thấy là bị tan vỡ, bị đổ vỡ, hoặc là bị bất ngờ và bị thất vọng trước một cái chuyện gì đó. Bạn kiểu giống vậy. Ở đây bạn có thêm một cái lá fair woman. Trong cái lá bài trà, khi mà nhắc đến người phụ nữ, chúng ta sẽ không bàn đến việc đó là tốt hay xấu, mà nó sẽ miêu tả cho bạn biết người đó là người như thế nào. Thì đây có thể đây là một cái người phụ nữ với cái mái tóc sáng màu. Có thể họ có nhuộm tóc màu vàng, màu trắng, màu xanh, màu hồng, màu rất là sáng. Cái tiếp là da họ cũng có thể là những người da rất là trắng, hoặc họ cũng thích mặc những bộ đồ sáng màu. Thì trong cái tháng này nhớ chú ý đến những người phụ nữ này, không biết là họ đến vì điều tốt hay là vì điều xấu, cho nên là hãy cẩn thận. Cái tiếp ở đây bạn có lá goldfish. Lá goldfish này á, có một cái ý nghĩa rằng là có thể trong cái tháng này bạn sẽ có một cái linh cảm và một cái liên kết tâm linh khá là tốt. Bạn sẽ có cái sự nhạy cảm ở trong cái phần tâm linh của bạn, và bạn cảm thấy được giống như là bạn có một cái thiên thần hộ mệnh, hoặc là bạn đang có một cái linh hồn nào đó dõi theo bạn, giống như một cái sự hộ mệnh cho bạn vậy á. Cái này thì đi cảm thấy là nó tốt đi, nhưng mà cái lá của cái sự mất mát và sự thất vọng thì đi hy vọng rằng cái sự mất mát nó sẽ không xảy ra cho bạn nha. Tiếp tục với cái ván trải thì đi sẽ đi tới các mối quan hệ của bạn để xem các mối quan hệ của bạn sẽ có gì. Đầu tiên bạn có lá Knight of Cup nè, lá Temperance, lá Ten of Cup, lá Three of Wands và lá Five of Pentacles. Ok, cái cảm xúc của bạn trong cái tháng này thì có lẽ bạn thiên về cảm xúc của gia đình khá là nhiều. Có thể gia đình của bạn đang có một vài vấn đề gì đó mà bạn cần phải chăm chút cho nó nhiều. Nên bạn ở đây đi nhìn thấy cái cảm xúc của gia đình đã được đặt ở ngay cái lá giữa luôn, lá Ten of Cup đây. Tiếp thì đi nhìn thấy được cái việc là có thể là một vài thứ, một vài cái cảm xúc hoặc một vài mối quan hệ trong cái tháng này nó sẽ gặp cái rắc rối. Mà cái rắc rối này có thể đến từ cái việc định hướng đường đi của hai người. Vậy là hai người bị đối chọi nhau về mặt tâm tưởng, cho nên nói ra không có hiểu ý nhau, rồi xong cãi cọ, hoặc là có những cái suy nghĩ nó thật sự chưa có thông suốt với nhau á, kiểu như vậy. Và hai người không thể giải quyết được, kể cả bạn cũng không thể giải quyết được luôn. Bạn phải tự nhờ một ai đó, sẽ có một cái người thứ ba đến giúp đỡ bạn.
Nói chung về các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này thì Đi sẽ đánh giá cho thang điểm 10 được 7 điểm đó. 7 điểm, nói tốt không tốt mà nói xấu không xấu, nó khá khá ở giữa. Chỉ thấy được việc là bạn sẽ có cãi cọ, một cái sự thất vọng nào đó trong một mối quan hệ nào đó thôi, chứ còn tình yêu đường đương vậy đây thì chưa thấy nha các bạn nha. Tụ bài số 2 tiếp tục với các lá trải bài về công việc. Đi nhìn thấy được đây là lá Mother of Fire, là lá Queen of Wands, lá Six of Swords, lá King of Fire, là King of Wands, lá Queen of Water, Queen of Cups và lá Hierophant. Wow, có lẽ là trong cái vấn đề tiền bạc của bạn á, sẽ có những cái biến đổi, hoặc là trong công việc của bạn sẽ có những cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi ở đây á, nó đang hướng đến một cái người phụ nữ. Có thể là nếu mà bạn đang còn đi học thì đó là cô giáo hoặc là thầy giáo sẽ hướng dẫn bạn làm một cái chuyện gì đó. Có một cái sự thay đổi cái người hướng dẫn bạn, như là ngày xưa cái môn đó thầy đó dạy mà bây giờ thay đổi thành cô khác dạy. Hoặc sếp của bạn được thay đổi từ một cái bạn này thành một bạn khác. Hoặc là đồng nghiệp của bạn, nói chung là đang nhìn thấy được có một cái sự thay đổi trong công việc của bạn. Và sự thay đổi này cũng có thể là thay đổi bởi chính bản thân bạn, là thay đổi thì kêu là bạn thay đổi công việc, bạn thay đổi việc làm, bạn thay đổi việc học, bạn thay đổi về mặt tiền bạc. Về mặt tiền bạc thì Đi cảm thấy là không cần phải quá lo lắng trong cái tháng này, không cần phải quá lo lắng. Bạn sẽ có những cái con người đến để quản thúc cái vấn đề tiền bạc này. Chỉ cần cẩn thận nhất là trong vấn đề công việc hoặc là học tập của bản thân. Bởi vì Đi nhìn thấy là bạn bị chịu cái sự chi phối bởi rất là nhiều người. Đầu tiên bạn có một cái người phụ nữ với cái cá tính rất là mạnh luôn. Có thể xem như một người mẹ, một người cô, một người dì, một người chị, một người sếp khóa trên, dạng giống vậy. Một người sếp, một người đàn anh đàn chị khóa trên. Đầu tiên đó là một cái người phụ nữ như vậy. Người này gây áp lực với bạn rất là nhiều. Kế tiếp đó là một người đàn ông cũng y chang vậy luôn, họ cũng gây áp lực bạn rất là nhiều. Và rồi một người phụ nữ nữa, có thể đây là người sống tình cảm hơn, nhưng mà có thể là bởi vì cái tình cảm của họ mà bạn trở nên mệt mỏi hơn nhiều. Là maybe thôi ha. Trong mỗi câu chuyện của các bạn thì các bạn sẽ có từng cái fit khác nhau với cái tụ bài này. Ok, để tiếp tục với cái ván trải thì Dia sẽ lấy cho các bạn một lá bài nữa, một lá bài trong bộ Oracle. Lá bài mở ở đây bạn có cái lá mang ý nghĩa là nếu mà bạn muốn hỏi cho cái việc cầu xin trong cái chuyện gì đó thì bạn hãy cứ hỏi đi, để cho cái chuyện là bạn hỏi xong bạn sẽ cầu xin xong bạn sẽ được. Và khi mà bạn được cái điều đó thì bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn rất là nhiều. Thì cái lá này á, theo cái kiểu nếu mà đưa cái lời khuyên cho các bạn ngay lúc này, cái lá này thì kiểu là nếu mà bạn đang muốn cầu xin cho một cái sự an yên, cầu xin cho một cái gì đó may mắn trong cuộc sống thì bạn hãy cứ cầu xin đi. Cầu xin với cái đấng linh thiêng của bạn. Ai đạo Phật thì cầu xin Phật, ai đạo Chúa thì cầu xin Chúa, ai không có đạo gì hết thì cầu xin ông bà đó. Hoặc là ai có cái niềm tin vào Chúa, hoặc ai có niềm tin vào một cái đấng tâm linh nào đó thì hãy cầu xin với cái đấng tâm linh đó của bạn về những cái sự việc, về những cái khó khăn mà bạn đang gặp phải. Đi rất là sợ cái lá này. Cái lá này sorrow over a loss, rất là sợ luôn, bởi vì nó là một cái sự mất mát. Trước đó thì Đi có gặp một cái lá này ở 2 năm về trước, thì đúng là Đi đã có một cái sự mất mát rất là lớn. Nhưng mà chẳng quan trọng, bây giờ thì nó đã đỡ rất là nhiều rồi. Thì Đi cũng không muốn là mọi người phải gặp cái lá này, cho nên hãy cầu xin để mình đừng gặp cái lá của cái sự gọi là mất mát đó nha. Bây giờ thì tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta tiếp tục với tụ bài số 3. Viên đá màu xanh lá cây hết sức là đẹp. Trời ơi, Đi cảm nhận là cái viên này nó đẹp cực kỳ. Ở đây để chiếu gần cho bạn xem, rất là đẹp ha. Cái màu xanh rất là lóng la, lóng lánh luôn á. Để xem những bạn chọn tụ bài số 3, bạn sẽ có một cái tháng 10 như thế nào nha. Đầu tiên bạn có lá con bọ hung nè, hết sức là tốt luôn. Rồi bạn có thêm một lá cái siêu cũng khá là tốt nha. Bạn có một lá table hơi bận biểu nè. Bạn đã có lá desk. Rồi xin chúc mừng những bạn chọn tụ bài số 3 luôn. Bởi vì tháng 10 của bạn á là một tháng vô cùng bận biểu, vô cùng sắp mặt luôn nha các bạn nha. Chạy việc sắp mặt luôn, chạy việc không có hơi thở luôn. Nhưng nó dự báo cho bạn thấy được việc là trong cái tháng 10 bạn sẽ có cái dự cảm rằng là những cái tháng tiếp theo của bạn khá là no ấm và no đủ, hoặc là sẽ có những cái điềm báo tốt đẹp cho bạn trong cái tháng 10 này, cho thấy được việc là sau tháng 10 sẽ là một cái tương lai tốt đây. Ở đây mình có lá con bọ cánh cứng, nó để cái chữ là good fortune, có nghĩa là cái tương lai tốt đẹp. Tiếp bạn có cái lá shield. Cái lá shield là cái khiên. Cái khiên này nó ý nghĩa một cái là bạn sẽ được bảo vệ khỏi những cái kẻ muốn tấn công bạn, những cái điều muốn làm hại bạn. Cái này có một cái đó là có thể những cái điều muốn làm hại bạn, muốn tấn công bạn đó là mấy con mẹ việc làm. Bởi vì ở đây á, người ta có một cái bàn thôi là người ta muốn chết lên chết xuống rồi. Mấy má chọn tụ bài số 2 là hai cái bàn, một cái gọi là cái table, một cái gọi là cái deck. Cái table thường người ta nghĩ đó là cái bàn trà, còn cái deck là cái bàn làm việc. Nhưng hai cái lá này đều có nghĩa là busy hết nha, đều có nghĩa là rất là bận biểu. Nhưng cái lá này là hard work ahead, tức là công việc
bận rộn nó đang trước mặt đó và bạn vẫn có thể khống chế được, nhưng mà càng dần về cuối tháng thì đi cảm thấy là bạn bị yếu sức đi, mà đến nỗi là nó phải gửi đến cho bạn một cái cảnh báo là pay attention, tức là hãy chú ý tới cái công việc của bạn đi, bởi vì bạn đang bị gọi là bạn đang bị việc công việc nó đè đầu cửa cổ quá rồi đó. Nhưng mà chẳng sao hết, bởi vì bạn có một cái lá shield là bạn sẽ được bảo vệ khỏi những cái điều xấu, cho nên đi nghĩ là tới cuối cùng này bạn vẫn sẽ vượt qua được hết những cái mớ công việc bồng bông đó thôi. Để tiếp tục với cái ván trải này thì chúng ta hãy xem các cái mối quan hệ của bạn trong cái tháng này có tốt hay không. Rồi ok luôn, nhắc lại cái vấn đề là bận quá trời bận, bận sấp mặt luôn, thì cái ván trải này, các mối quan hệ của bạn rất có thể trong tháng này bạn sẽ được cái sự giúp đỡ đến từ đồng nghiệp nè, bạn sẽ cảm thấy cái mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp nó trở nên tốt hơn. Đây bạn có lá Three of Pentacles về vấn đề teamwork này, sẽ có người giúp đỡ bạn và sẽ có nhiều những cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ tương quan giữa đồng nghiệp với bạn. Bạn sẽ trở nên thân thiết với họ hơn và bạn sẽ cảm thấy là ô, người ta sống cũng thiệt tình đó. Có thể rằng là cái môi trường làm việc hoặc học tập của bạn hoặc là cái môi trường sống của bạn á, bạn chưa thực sự tiếp xúc với nhiều người, bạn đang dè chừng họ khá là nhiều, bạn đang cẩn trọng với họ một cách thái quá, thì qua cái tháng 10 này bạn sẽ mở rộng được cho mình khá là nhiều mối quan hệ và bạn nhận ra rằng là ô, những người đó không có xấu như những gì mà mình nghĩ. Ok không? Đó, quay cái tiếp tục ha. Cái tiếp tục là mình sẽ coi xem hẳn là về công việc của bạn như thế nào. Đầu tiên mình có lá 7 gậy. Lá 7 gậy này á cho thấy được vì là sẽ có rất là nhiều những cái điều cản trở trong công việc. Còn cản trở đây có thể là những cái thách thức, những cái khó khăn trong công việc. Cái lá tiếp theo là lá Strength bị ngược, có thể bạn sẽ hơi yếu thế một chút xíu. Lá The Magician, lá High Priestess và lá Two of Pentacles là Two of Earth. Ok, như thế này nha, nói luôn với các bạn. Trời, thực sự là tôi phải dừng lại 5 phút để khen cái bộ bài này. Cái bộ bài này nó đẹp, các bạn nhìn thấy nó đẹp không? Đây, trời ơi, đây coi cho mấy bạn coi mặt sau. Nó như một cái gọi là nó như một cái bàn tiệc của mấy đứa con nít thời xưa chơi, ai chơi gì đồ hàng thì thích cái bộ này lắm. Nó rất là đẹp đúng không? Ok, quay lại nè. Về công việc á, đi cảm thấy là có khá là nhiều những cái trở ngại. Cái trở ngại này có thể là trong cái lúc làm việc á, rồi xong có những cái phát sinh thêm trong công việc mà khiến cho bạn phải giải quyết hoài. Cái lá Strength cho thấy là càng ngày trở về tần gần cuối tháng thì bạn sẽ gặp càng nhiều những cái khó khăn. Cái khó khăn ở đây là bạn bị đuối sức và bạn không còn đủ tinh thần. Hãy minh mẫn lên, hãy gọi là mạnh mẽ lên, bạn sẽ có đủ khả năng làm được tất cả. Bởi vì đi cảm thấy ở đây là bạn gọi là những cái việc đó, nếu mà bạn chịu khó soi xét kỹ một chút xíu thì bạn sẽ giải quyết được sớm thôi. Và lại là Two of Earth, tức là Two of Pentacles ở cuối tháng, cho thấy được việc là ok, mọi thứ rồi sẽ sớm trở lại cái tình trạng ban đầu, cái tình trạng ổn định ban đầu thôi, nên bạn cũng không cần phải quá sợ hãi với những gì đang rối nùi trong cái tháng này. Đi có lấy cho các bạn một cái lá bài Oracle. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau mở lên xem thông điệp của bạn là gì nha. Thông điệp của bạn là With God, all things are possible. Possible có nghĩa là khả dĩ hoặc là khả thi. Đó là với Thiên Chúa hoặc là trong Chúa hoặc là với Chúa thì tất cả mọi thứ đều là có thể. Hay cái kiểu giống như là nếu mà bạn có một cái niềm tin mãnh liệt vào một cái điều gì đó, bạn một tin niềm tin vào bản thân, tin niềm tin vào thế giới xung quanh sẽ giúp bạn, thì đó, hãy cầu nguyện, hãy tin vào bản thân mình rằng là ô, tất cả những cái con mẹ việc công việc rồi là rối ren trước mắt là mình hoàn toàn có thể xử lý được hết. All things are impossible. Ok chưa? Tất cả mọi chuyện đều là khả dĩ. Đi mong rằng các bạn chọn tụi bài số 3, các bạn sẽ không bị ngập ngụa trong công việc, sẽ không bị deadline đè, ok? Tụi bài số 3 kết thúc. Ok, tụi bài số 4 cũng là tụi bài cuối cùng đây. Thấy màu tím là nhớ đến đi, cho nên rằng là đây là tụi bài đi chọn. Hãy xem chúng ta có cái thông điệp gì với nhau nha. Bạn nào chọn tụi bài giống đi thì nhớ comment đi biết. Đầu tiên đi sẽ xếp các lá bài theo thứ tự tốt đến xấu dần. Wow. Oh my gosh. Trời ơi, lần đầu tiên mà tôi mở cái ván trải của tôi ra mà tôi cảm thấy nó tốt từ đầu cho đến cuối trong cái ván trải bài trà luôn á. Đầu tiên trong cái tháng 10 này, những bạn nào chọn từ bài số 4 này giống đi á, bạn sẽ có một cái sự thành công nào đó sau một khoảng thời gian rắc rối của bạn. Successful outcome to your problems. Tức là sẽ có một cái sự thành công nào đó vượt ra, hoặc là sẽ có một sự thành công nào đó sau cái sự rắc rối của bạn, sau những cái rủi problem là vấn đề, những cái vấn đề khó khăn của bạn, thì bây giờ bạn bắt đầu có những cái sự thành công rồi. Cái tiếp bạn có lá kite là lá con diều. Bạn có lá vacation là kỳ nghỉ. Trời, bạn sẽ có một cái kỳ đi chơi đâu đó nè. Trời, tôi không biết tôi đi đâu chơi nữa đây. Hoặc là cái kỳ nghỉ là bạn sẽ tự thưởng cho mình một cái kỳ nghỉ ngơi nhẹ nhà thôi cũng được. Bạn có lá dog close up. Ở trong bài trà ngộ một cái là hở bạn bè hoặc người thân hoặc những người mà tốt bụng với mình á, là tụi nó cho vô thành con chó hết. Có rất nhiều lá chó trong đây. Còn cái lá con chó này thì là pleasure
with a close friend. Có thể là bạn sẽ có một cái khoảng thời gian rất là vui. Cái tháng 10 này có khoảng thời gian rất là vui với bạn bè xung quanh bạn. Oh my god. Nhưng hãy cẩn thận với cái lá này, lá gale. Đúng không? Cái chữ này đọc là như vậy đúng không ta? Nhiều khi tôi đọc tiếng Anh mà tôi bị điên á. Ok, cái lá này có nghĩa là hãy cẩn thận với cái việc là có thể là trong cái tháng này bạn sẽ liên quan đến luật pháp. Thì luật pháp có thể là cái gì? Một là đi đường cẩn thận xe cộ, cẩn thận giao thông, cẩn thận man Pikachu, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nếu mà có ký hợp đồng thì nó cũng là hợp pháp, thì nó cũng là luật pháp. Nhớ đọc kỹ điều khoản nè, nhớ cẩn thận với tất cả những cái đề mục đó. Và khi dính líu tới luật pháp có thể bạn sẽ phải lên phường làm công chứng hoặc cái gì đó. Nói chung là bạn hãy nghĩ cái gì đó đơn giản thôi, đừng có nghĩ là nó bị kiện cáo hay làm gì đau đớn nha. Tiếp thì để xem tiếp tục thì chúng ta hãy xem đến các mối quan hệ của bạn trong tháng 10 này. Mấy bữa nay đi đang bị viêm họng á, khó chịu ghê. Bạn có lá Knight of Swords, lá Ace of Pentacles, lá Ace of Cups và lá Chariot, và cuối cùng là lá Gemini ngược. Ở đây có khá là nhiều lá bài ngược cho thấy là sẽ có những cái thay đổi, những cái biến chuyển rất là lớn. Lá một cấp ở đây cho thấy được cái việc là thay vì dành thời gian vui chơi, tức là cái vui chơi là cái trọng tâm, nhưng mà ở đây á, đi đang nhìn thấy là nếu mà có cái kỳ nghỉ hoặc nếu mà bạn nó đi đâu chơi với bạn bè á, thì không phải vui chơi là cái trọng tâm mà bạn đang đặt bạn bè bạn lên một cái trọng tâm khác. Ví dụ như là vì bạn của bạn mời, vì nó là bạn của bạn, vì nó là cái đứa bạn mà bạn rất là thân, vì nó là cái đứa bạn mà bạn rất là quý, cho nên bạn nhận cái lời mời đi chơi với nó, đi đó đi đâu đó chơi, ok không? Bạn sẽ có một cái sự tiến triển trong cái mối quan hệ nào đó rất là nhanh, một cái sự phát triển rất là tốt nè. The Chariot. Tiếp thì cái lá trước cơ mình ngược này cho thấy là những cái điều mà bạn ấp ủ bên trong, hoặc là những cái điều mà bạn bè của bạn nó còn chưa nói với bạn, gọi là những cái bí mật cuộc sống đó, thì sẽ được tiết lộ trong cái tháng này. Có thể họ sẽ nói cho bạn biết, hoặc là bạn sẽ nói cho họ biết là một vài suy nghĩ của bạn về họ, hoặc là những cái bí mật của bản thân bạn về họ, ok không? Mà nó rất là đơn giản thôi. Đi cảm thấy các mối quan hệ ở trong cái tụ bài này trên thang điểm 10 thì cho 8 điểm. Nó không quá xấu nhưng mà nó cũng không hẳn là tốt. Ok, tiếp tục thì chúng ta lấy ra 5 lá bài cho một cái thông điệp về công việc và tiền bạc trong tháng. Bạn có lá 10 gậy nè, bận sắp mặt nha các bạn ơi. Lá Death, một sự thay đổi khá là ok. Lá The World, oh my god, bạn sắp có cái sự hoàn thiện bản thân, hoặc là bạn sẽ có một cái lộ trình mới. Lá Seven of Earth, 7 tiền à. Và lá Knight of Earth là lá kỵ sĩ tiền. Ở đây chúng ta nhìn thấy được gì? Công việc của bạn trong tháng này thì rất là nặng nề, hoặc là bạn bận biểu khá là nhiều, cho nên là có thể là cái kỳ nghỉ này của bạn là một cái cách để bạn giúp bạn thay đổi cái nhịp sống của bạn, để cho bạn trở nên fresh hơn, refresh lại bản thân, làm mới lại bản thân á. Cái tiếp ở đây bạn có một cái lá Death. Death không phải là chết, chết không phải là hết, mà chết là một cái thể thay đổi. Cho nên ở đây là bạn đang có cái sự chuyển đổi. Trong cái tháng 10 là bạn sẽ có cái sự chuyển đổi, cái sự thay đổi rất là tốt đẹp. Là The World ở đây cho thấy á, The World cho thấy được cái việc là bạn sẽ hoàn thành một cái việc gì đó đang dang dở, hoặc là bạn sẽ bắt đầu một cái chu trình mới. Ok, ở đây bạn có thêm lá Seven of Pentacles. Ok, đi cảm thấy là những cái điều mà bạn đang dung trồng trong quá khứ thì dần dần nó đang bắt đầu trổ sinh những cái hoa trái đầu tiên cho bạn rồi. Hãy vui lên vì điều đó nha. Và trong cái tháng này thì bạn sẽ rất là bôn ba trong công việc. Ok, tuy nhiên bởi vì bạn bôn ba trong công việc rất là nhiều và những cái mối quan hệ xung quanh cũng như thế, mà đi cảm thấy là cái gì tốt quá thì mình cũng cần nên gọi là calm down xuống một chút xíu. Bằng cách như thế thì đi sẽ lấy ra một cái lá bài cho lời khuyên. Cái lá bài này được đi lấy ra trong một cái bộ nó tên là bộ bài Oracle, được trích từ Kinh Thánh, từ lời Chúa. Chúng ta hãy xem cái lời Chúa của chúng ta nghe cho cái tháng này là gì nha. Cái lá của mình đó là Watch and Pray, tỉnh thức và cầu nguyện. That you enter not into the temptation, tức là hãy tỉnh thức và cầu nguyện thì để không thôi bạn sẽ bị rơi vào cái sự cám dỗ. Đừng có để cám dỗ nó ào tới bạn. Thì cám dỗ ở đây đi sẽ dịch theo cái kiểu là những cái xấu hoặc là những cái bất trắc trong cuộc sống, thì bạn hãy tỉnh thức và bạn hãy luôn luôn khiến cho mình thật minh mẫn, ok không? Đứng trước những cái sự kiện trong cuộc sống, bạn hãy trầm tĩnh, hãy minh mẫn để phán xét nó, ok không? Tụi bài số 4 kết thúc. Hey yo, cuối cùng thì ván trải ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ của mình và của các bạn cho kênh của Dia. Và nhớ rằng là bởi vì Dia còn một số cái kênh truyền thông khác nữa, như là Instagram, fanpage và TikTok, nhất là TikTok nữa. Dia đang rất là nhiều clip thú vị trên đó, nhớ theo dõi Dia nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dia Tarot Tâm Sự cùng người là tập tiếp theo. Bye bye.